Mẹ của mày bị té xỉu ngoài chợ, mày ra đó liền đi. Mẹ tao bị xỉu hả? Mới bị tức thì luôn á. Không ấy mẹ lên xe tao chở mày ra. Mình còn đi shopping đúng không? Thôi bệnh cũ á mà, chừng 50 phút là mẹ tao tỉnh lại, không có gì đâu lo. Mày nói cái gì kỳ vậy Hiền? Thôi chở em đi shopping nha. Đi thôi. Bệnh cũ mà. Về nhớ đóng cửa giùm nha. Hiền, Hiền. Uống miếng nước đi dì hai. Cảm ơn con. Cũng may là có con, con đưa dì về. Dì hai nè, con nghĩ là dì nên đi bệnh viện kiểm tra đi, chứ cứ xỉu vậy hoài nguy hiểm lắm đó dì hai. Không sao đâu con, dì lây lất cái rồi cũng hết à, uống thuốc rồi nó cũng hết thôi. Chứ còn đi bệnh viện tốn tiền dữ lắm, dì còn phải để dành tiền để lo cho con Hiền nó ăn học nữa con. Dì thương con Hiền vậy, nó không quan tâm gì tới mẹ nó hết trơn. Không có đâu, con đừng có nghĩ sai Hiền vậy. Nó thương dì lắm, nó hiếu thảo với dì, nhưng chẳng qua là nó lo học đó con. Học cái gì mà học con? Hồi nãy á, con nói với nó là dì bị xỉu, xong cái nó lơ luôn, leo tót lên xe thằng bạn trai đi mua sắm. Mà cái thằng bạn trai của con Hiền á, là cái thứ ăn chơi lêu lỏng, không có học hành gì hết trơn á. Chắc con hiểu lầm rồi đó. Dì tin mà, con Hiền á, là một đứa con ngoan ngoãn, nó không có giao du với những người xấu như vậy đâu. Cho con tiền mua đồ mới nha, bữa giờ mặc có mấy bộ này hoài. Nhắc đồ mới mẹ mới nhớ, có đồ mới cho con. Ở trong phòng con á, có cái giỏ đó, con vô con lấy đi. Đi cả mẹ. Quá nhiều đồ quá nè. Đẹp không? Dạ. Đó, đồ này của người ta cho, mẹ thấy mới nên mẹ đem về cho con đó. Mới này mẹ coi, mẹ lựa được cái gì mẹ mặc thì mẹ mặc đi. Con nói gì vậy Hiền? Mẹ làm ơn, đừng có lấy đồ cũ người ta cho con nữa được không? Thì trước giờ con cũng mặc đồ cũ mà. Trước khác giờ khác mà, con lớn rồi, con cũng có thể diện của con chứ. Mẹ xin lỗi, sau này mẹ không có lấy đồ cũ về cho con nữa đâu. Thôi, ăn cơm nha con, nha. Suốt ngày ăn mấy cái món này, con ăn đâu? Ồ, bữa nay về đúng giờ quá ha. Dạ. Ăn cơm đi con, rửa tay rửa mặt ăn cơm. Đói quá ăn luôn đi. Nghe mẹ nói nè, hôm nay mẹ mới đóng tiền góp nên ít tiền quá không có mua đồ ăn ngon cho con. Ăn tạm trứng chiên với rau luộc nha. Trời ơi mẹ ơi, món trứng chiên là món con khoái ăn nhất mà. Với lại á hả, ăn chung với mẹ thì món nào cũng ngon hết trơn á. Đây. Ăn đi con. Dạ. Mẹ ăn nha. Cơm mẹ nấu là số 1. Mẹ ăn nhiều chứ mẹ. Được rồi, rồi, rồi. Con cứ ăn đi. Con cứ ăn đi. Alo, baby hả? Alo bé, em đang làm gì đó? Em đang nằm chơi thôi à. Mai em có đi học không? Mai em có tiết học rồi. Trời, học hành giờ tầm này bé ơi.
Nè, dân chơi á, không có sợ mưa rơi biết chưa? Nghe anh, sinh viên phải nghỉ học nó mới xịn, hiểu không? Ok anh, mai qua đón em nha. Get go. Ok. Bye bye, bye. Bye. Ngon. Mẹ vô nha. Dạ, mẹ vô đi. Con, ăn phở đi nha. Mẹ phiền phức thiệt luôn á. Người ta đã nói là không muốn ăn rồi. Ừ, cả ngày rồi mẹ thấy con đâu có ăn gì đâu. Mẹ sợ con đói. À, hay là con không có thích ăn phở. Thôi, không thích ăn phở thì để mẹ mua món khác cho con. Thôi, nói ra mẹ cũng đâu có mua nổi đâu mà nói. Hiền nè, nghe mẹ hỏi, mẹ để ý từ khi con lên đại học cho tới bây giờ, con thay đổi rất là nhiều. Con cư xử khác xưa lắm. Ừ, thì hồi xưa khác bây giờ khác chứ mẹ. Môi trường thay đổi thì con người cũng phải thay đổi. Nếu không bạn bè nó cười vô mặt con thì sao? Mà thôi thôi thôi, có giải thích mẹ cũng không hiểu đâu. À, mẹ có tiền không? Cho con 2 triệu đi. Cái gì? 2 triệu? Dạ. Tuần trước mẹ có đưa cho con 3 triệu rồi mà. Dạ thì tiền là để phục vụ cho việc học. Hồi đó mẹ hứa với con á là chỉ cần con vô đại học mẹ sẽ lo tất cả mọi thứ luôn. Hay bây giờ mẹ hối hận rồi? Sao mẹ không nói sớm để con nghỉ học đi? Hiền, con đừng có nói như vậy. Nè, mẹ đưa con 2 triệu đó. Đừng có suy nghĩ dại dột nha. Cảm ơn mẹ yêu, mẹ là số 1. Xong chưa bé ơi, lâu quá. Xong rồi nè anh. À, trời ơi, nhức nách. Anh biết lựa đồ ghê á. Trời ơi. Thôi mình đi đi, lấy hồi mẹ em về giờ. Cần gấp không biết nữa. Hiền ơi Hiền, mẹ của mày bị té xỉu ngoài chợ, mày ra đó liền đi. Mẹ tao bị xỉu hả? Mới bị tức thì luôn á. Không ấy mẹ lên xe tao chở mày ra. Mình còn đi shopping đúng không? Thôi bệnh cũ á mà, chừng 5-10 phút là mẹ tao tỉnh lại, không có gì đâu lo. Mày nói cái gì kỳ vậy Hiền? Thôi chở em đi shopping nha. Đi thôi. Bệnh cũ mà. Về nhớ đóng cửa giùm nha. Hiền, Hiền. Uống miếng nước đi dì hai. Cảm ơn con. Cũng may là có con. Con đưa dì về. Dì hai nè, con nghĩ là dì nên đi bệnh viện kiểm tra đi. Chứ cứ xỉu vậy hoài nguy hiểm lắm đó dì hai. Không sao đâu con. Dì lây lất cái rồi cũng hết à. Uống thuốc rồi cũng hết thôi. Chứ còn đi bệnh viện tốn tiền dữ lắm. Dì còn phải để dành tiền để lo cho con Hiền nó ăn học nữa con. Dì thương con Hiền vậy, nó không quan tâm gì tới mẹ nó hết trơn. Không có đâu. Con đừng có nghĩ sai Hiền vậy. Nó thương dì lắm. Nó hiếu thảo với dì. Nhưng chẳng qua là nó lo học đó con. Học cái gì mà học? Con hồi nãy á, con nói với nó là dì bị xỉu. Xong cái nó lơ luôn, leo tót lên xe thằng bạn trai đi mua sắm. Mà cái thằng bạn trai của con Hiền á, là cái thứ ăn chơi lêu lỏng, không học hành gì hết trơn á. Chắc con hiểu lầm rồi đó. Dì tin mà, con Hiền á, là một đứa con ngoan ngoãn. Nó không có giao du với những người xấu như vậy đâu.